chào quý bầu show thân mến nha. DBH Audio xin giới thiệu tới toàn thể quý bầu show thân mến một cấu hình âm thanh 240 triệu rất là to, rất là đẹp và toàn bộ là hàng nhập, quan trọng nhất là hàng nhập 100% quý vị nha. Cấu hình gồm có 8 tai bay của DB Acoustic. Đây quý vị ơi, 8 tai bay này rất là to và đẹp này, 8 tai bay này 4 sub kép này. Tai bay thì có các C đầy đủ, thông các C bảo vệ loa vận chuyển khỏi lo sức sang, khỏi lo mưa nắng. Loa sơn nhựa thì rất là đẹp quý vị nhá. Sub là PH218N, mẫu sub mới đến từ DB. Đập rất là khỏe, côn 100 thôi nhưng mà con sub này thì độ nhạy cao. Và không hiểu sao con này côn 100 nhưng mình thấy đánh mạnh hơn cả con côn 115 của ST luôn quý vị ạ. Đánh rất là phê, có cả áo đi kèm đầy đủ quý vị nhá. Và hai vế loa như này đi kèm với cả một bộ tủ máy là full thiết bị luôn. Một tủ máy như này là full thiết bị luôn, quánh là nhấc người luôn quý vị ạ. Nhưng tuy nhiên là anh em đi làm mà phải có sức khỏe một chút, hoặc là chúng ta sẽ phải sử dụng xe nâng. Chúng ta sẽ phải sử dụng làm cái xe nâng ấy thì là nó sẽ đỡ vất vả, chứ không người nâng lên nâng xuống mà khênh bằng tay mà ba con đẩy này thì là cũng khá là vất đấy quý vị ơi. Ok, và mời quý vị cùng lên nhà cùng thưởng thức bộ dàn này nào. DBH Audio nha quý vị ơi, toàn bộ là sản phẩm chính hãng và nhập khẩu 100% từ DB Acoustic, một thương hiệu đã quá đình đám và quá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam rồi quý vị nhé, và được bảo hành 2 năm, an tâm trong quá trình sử dụng luôn. Nói chung là hàng hãng thì bao giờ vậy, rất là an tâm quý vị nhé. Và xin mời quý bầu show qua trực tiếp DBH Audio có địa chỉ Đồng Nhân, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội để trải nghiệm thực tế cấu hình này nha. Và ngoài ra DBH còn rất là nhiều các cấu hình khác đang đón chờ quý bầu show tại đây, rất là nhiều các cấu hình từ nhỏ đến to, nhỏ có, vừa vừa, nhỡ nhỡ có, và những cấu hình rất là to, những cấu hình rất hiếm cũng có. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý bầu show thân mến. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't